Cuối tuần này tại vòng 27 Premier League, mọi sự chú ý của những người hâm mộ bóng đá Anh sẽ hướng về sân Etihad với trận derby Manchester. Trước màn đối đầu thứ 192 trong lịch sử, những thái cực cảm xúc trái ngược nhau đang bao trùm hai nửa xanh đỏ của thành phố công nghiệp đầu tiên trên thế giới. Manchester City vẫn đang trên con đường tìm kiếm danh hiệu Premier League thứ tư liên tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool vỏn vẹn một điểm. Tính từ thời điểm bắt đầu năm 2024 dương lịch, đội chủ sân Etihad chưa phải nếm mùi thất bại tại giải Ngoại hạng Anh với 6 chiến thắng và một kết quả hòa. Man City chỉ đánh rơi điểm số duy nhất một lần khi để Chelsea cầm chân với tỷ số 1 đều tại vòng 25. Trong khi đó, người hàng xóm Manchester United lại phải trải qua một mùa giải đầy bất ổn khi đang gặp khó trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League mùa giải tới. Khoảng cách giữa đội chủ sân Old Trafford với đội xếp thứ tư là Aston Villa đã bị nới rộng lên thành 8 điểm sau thất bại 1-2 trước Fulham ở vòng 26. Những gam màu tươi sáng vẫn hiện hữu trên bầu trời của các cổ động viên Manchester City, còn với người yêu mến Manchester United, bao trùm họ là màu của sự u tối. Quả thực, man đỏ thật khó để so bì với man xanh ở thời điểm hiện tại. Trong trận lượt đi, dù được thi đấu tại nhà hát của những giấc mơ, nhưng Manchester United nhanh chóng nhận thất bại cách biệt 0-3 trước gã hàng xóm. Thậm chí, chẳng cần nhìn vào tương quan lực lượng hay phong độ trên sân, người hâm mộ chỉ cần theo dõi màn trình diễn đến từ Kevin De Bruyne và Bruno Fernandes, hai cá nhân được coi là nguồn sống của hai nửa thành Manchester. Họ cũng cảm nhận được sự khác biệt quá lớn trước khi hướng đến cuộc thư hùng vào tối chủ nhật tuần này. Kevin De Bruyne đã khởi đầu mùa giải 2023-2024 theo cách không thể buồn hơn. Ngay ở vòng đấu đầu tiên tại Premier League, tiền vệ người Bỉ đã dính chấn thương chỉ sau 23 phút bóng lăn. Các nhân viên y tế của tờ Citizen chuẩn đoán vết đau ở gân khuèo khiến De Bruyne phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2023. Trong quãng thời gian cầu thủ sinh năm 1991 phải làm bạn với giường bệnh, Manchester City không còn giữ được sự áp đảo của nhà đương kim vô địch. Nửa xanh thành Manchester liên tục đánh rơi điểm số, trong đó có chuỗi 4 trận chỉ biết hòa và thua ở giai đoạn cuối tháng 11, đầu tháng 12. Chứng kiến phong độ thất thường của đội nhà, nhiều cổ động viên của Man City không khỏi nhung nhớ và mong mỏi Kevin De Bruyne sớm trở lại thi đấu. Cuối cùng, sau gần 5 tháng điều trị chấn thương, De Bruyne chính thức tái xuất khi được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu mở màn FA Cup trước Huddersfield. Quãng thời gian ngồi ngoài dài hạn không thể khiến ngôi sao sinh năm 1991 đánh mất đi đẳng cấp của mình. De Bruyne đánh dấu ngày trở lại bằng pha kiến tạo để Doku ấn định thắng lợi 5-0 cho đội chủ sân Etihad. Chưa dừng lại ở đó, chỉ chưa đầy một tuần sau chiến thắng ở FA Cup, Kevin De Bruyne dõng dạc tuyên bố sự trở lại của mình với Premier League bằng màn trình diễn siêu hạng trước Newcastle. Chỉ cần 21 phút có mặt ở trên sân, ngôi sao người Bỉ đã một tay giúp Manchester City chuyển bại thành thắng từ thế bị dẫn trước 1-2 ngay tại St. Park. Mở đầu là cú đá chìm đầy hóc hiểm để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trước khi tung đường truyền đẳng cấp đặt Oscar Bob vào tư thế dứt điểm thuận lợi, qua đó hoàn thành cú lộ ngược dòng ngoạn mục của The Citizen. Kể từ đó, đà hồi sinh của Kevin De Bruyne không hề có dấu hiệu dừng lại. Chỉ tính riêng năm 2024, tiền vệ người Bỉ đã có 11 lần dọn cỗ cho đồng đội cùng 2 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Manchester City, bao gồm cú poker kiến tạo trong chiến thắng 6-2 trước Luton Town ở vòng 5 FA Cup giữa tuần này. Quả thực, tầm ảnh hưởng của Kevin De Bruyne vẫn là quá lớn trong đội hình của nửa xanh thành Manchester. Tiền vệ người Bỉ luôn biết cách tỏa sáng để Man City vượt qua những thời khắc khó khăn như ở trận đấu với Newcastle. Không chỉ trong quá khứ, Kevin hiện tại là một cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Tất nhiên cậu ấy vừa dính chấn thương nặng, tôi nghĩ cậu ấy đã trở lại với trạng thái thể chất và tâm lý tốt, vì vậy tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ khả năng lãnh đạo của cậu ấy đã được thể hiện ở trên sân. Cậu ấy rất thân thiện và không phải kiểu người nói nhiều trước trận. Cậu ấy đã chứng minh mình là một thủ lĩnh đích thực trên sân. Tại Man City có rất nhiều cá tính mạnh và cái tôi lớn trong nhiều năm qua. Kevin cũng là cầu thủ có cái tôi lớn, đó là thứ được chui rèn qua cách bạn đương đầu dưới áp lực. Qua ví dụ từ Kevin, những hậu bối có thể học hỏi. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã chia sẻ như vậy về Kevin De Bruyne hồi cuối tháng 1. Sau khi không thể ra sân ở trận lượt đi vì chấn thương, Kevin De Bruyne rất nóng lòng được chạm trán Manchester United ở trận lượt về. Màn đối đầu sắp tới tại Etihad là cơ hội để tiền vệ người Bỉ phá kỷ lục 203 kiến tạo tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, được Lionel Messi thiết lập trong 10 năm qua. Hiện De Bruyne chỉ còn kém siêu sao người Argentina một pha dọn cỗ nữa. Còn gì tuyệt vời hơn với ngôi sao sinh năm 1991 nếu anh có thể đi vào lịch sử với đường chuyển thành bàn giúp Man City gieo sầu cho người hàng xóm. Trong khi Kevin De Bruyne đang thăng hoa trở lại cùng nửa xanh thành Manchester, thì Bruno Fernandes, cái tên luôn được so sánh với cầu thủ người Bỉ ở vị trí tiền vệ tấn công, đang chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời điểm mới khoác áo Manchester United.
tại đấu trường Premier League. Những đóng góp của Bruno cho Quỷ Đỏ là vô cùng hạn chế. Sau 26 vòng đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha mới chỉ có 3 bàn cùng 5 kiến tạo. Nhưng lần gần nhất Bruno nổ súng cho Manchester United đã cách đây gần 5 tháng, với pha lập công ấn định thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Fulham. Trong chuỗi trận ấn tượng đầu năm nay của Quỷ Đỏ, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chỉ góp dấu giày và 2 bàn thắng trong trận đấu với Wolves và West Ham. Nhiều cổ động viên Man United đã kỳ vọng Bruno Fernandes có thể tỏa sáng ở trận đấu với Fulham. Trong ngày mà trận sút đang bay cao, Rasmus Højlund không thể ra sân vì chấn thương. Thế nhưng tất cả những gì khán giả đọng lại về Bruno Fernandes trong thất bại 1-2 của Man United chỉ là tình huống anh phàn nàn với trọng tài khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Cùng với đó là pha bóng ở những phút bù giờ bị kênh TikTok của Fulham cà khịa rằng tiền vệ của Man United an vạ. Sau khi video trở nên viral trên mạng xã hội tỷ người dùng này, huấn luyện viên Erik ten Hag đã phải lên tiếng bảo vệ cầu trò và yêu cầu đội bóng đến từ London phải xin lỗi. Họ nên xin lỗi vì hành động đó, họ không có quyền làm và đăng video kiểu như vậy. Điều đó là sai trái và thiếu sự tôn trọng. Những chỉ trích nhắm vào cậu ấy không thỏa đáng. Bruno bị đau nhưng vẫn ra sân và chiến đấu. Với tư cách là thủ quân của Manchester United, người hâm mộ Quỷ Đỏ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Bruno Fernandes. Nhưng đây thực sự là mùa giải mà cựu cầu thủ của Sporting Lisbon sa sút rất nhiều. Tuy vậy, Bruno vẫn là cái tên không thể thay thế trong đội hình của Quỷ Đỏ. Theo biểu đồ này, kể từ khi cập bến sân Old Trafford đầu năm 2020, tiền vệ sinh năm 1994 đã chơi 12.667 phút tại Premier League cho Manchester United, nhiều hơn người xếp thứ nhì Marcus Rashford hơn 3.000 phút. Ngoài ra, khi so sánh với những cầu thủ của các đội bóng khác ở ngoại hạng Anh, Bruno cũng xếp ở vị trí thứ tư. Những con số cho thấy Manchester United luôn phụ thuộc rất nhiều vào ngôi sao người Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes vẫn là điểm tựa vững chãi nhất để đội chủ sân Old Trafford bấu víu trong lúc khó khăn. Đó là cách mà hai trong số những tiền vệ hay nhất Premier League chạy đà cho trận derby Manchester. Sự so sánh giữa Bruno Fernandes và Kevin De Bruyne đã nổ ra ngay từ khi Bruno khoác lên mình tấm áo của Manchester United. Đã có lúc cuộc thảo luận xem ai giỏi hơn ở vị trí tiền vệ tấn công nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Nhưng ở thời điểm hiện tại, những so sánh đang trở nên khập khiễng khi nhìn vào phong độ của hai cầu thủ. Trong khi Bruno Fernandes mất đến 25 trận chỉ để thu về 5 đường kiến tạo, còn Kevin De Bruyne chỉ cần vỏn vẹn 7 trận để tiệm cận thành tích của người đàn em với 4 pha dọn cỗ cho đồng đội. Với hiệu suất, De Bruyne là người nhỉnh hơn rõ rệt. Ngoài ra, xét về những đóng góp trong các trận derby Manchester, tiền vệ của đội chủ sân Etihad cũng là người tỏ ra trội hơn. De Bruyne đã có 3 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo trước Man United ở đấu trường Premier League, còn Bruno chỉ bỏ tối 2 pha lập công cùng 1 đường chuyền thành bàn. Chỉ số đáng chú ý duy nhất mà Bruno Fernandes hơn Kevin De Bruyne ở thời điểm hiện tại là số cơ hội tạo ra. Tính từ khi gia nhập Man United, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 407 cơ hội, bỏ xa con số 334 của Kevin De Bruyne. Nhưng xét theo những con số vừa bàn ở trên thì số lượng không đồng nghĩa với chất lượng. Trong quá khứ, Bruno Fernandes từng có cơ hội trở thành đồng đội cùng với Kevin De Bruyne khi được Manchester City đặt vấn đề ở phiên chợ hè năm 2019. Nhưng gần 5 năm sau, với phong độ trồi sụt, tiền vệ người Bồ Đào Nha không có cửa để đá chính trong một đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Đó là nhận định của Chris Sutton, cựu cầu thủ từng vô địch Premier League cùng Blackburn Rovers. Cậu ấy không thể đá chính trong đội hình của Man City. Hãy nhìn vào các lựa chọn của họ ở hàng tiền vệ. De Bruyne, Rodri, Silva, Foden. Tôi không nghĩ Bruno giỏi hơn những cầu thủ đó đâu. Dù có hay không có Kevin De Bruyne trong đội hình, thì hiện tại Manchester City vẫn còn những cái tên như Erling Haaland hay Phil Foden hoàn toàn có thể mang về thắng lợi trong trận derby Manchester. Còn với Manchester United, trong bối cảnh Højlund chấn thương của Rashford đánh mất chính mình, Quỷ Đỏ không còn biết trông cậy vào ai ngoài Bruno Fernandes ở chuyến làm khách đến sân Etihad vào chủ nhật tuần này.